Vâng, hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Thì ngày hôm nay này, bên em về rất là nhiều những cái túi này, đựng đồ nghề này, rồi là cái túi đeo hông phụ các bác nhà em luôn này. Mũi từ tôn, thân mài, thân chuyên vít này, giá rất là rẻ phụ các bác nhà em luôn nha. Rồi, hết đầu tôn rất là lâu rồi thì ngày hôm nay về hàng cho các bác nhà em luôn này. Hoan hỉ phục vụ anh em. Thân mài chuyên vít cho em. Rồi, trước thì em có tặng mũi vít mũi tôn, nhưng mà khi mũi tôn hết hàng thì chuyển sang mũi vít này. Thì ngày hôm nay về hàng thì lên tặng luôn cho các bác anh em luôn nhá, với con thân máy bắn vít Navra này. Phải nói là siêu siêu rẻ luôn. Con này cái thân của nó cực kỳ là nhỏ gọn, nhưng mà cái lực bắn phải rất là ngon luôn anh em nhá. 4 tốc độ luôn cho em này. Thì anh em mua thân máy này, tặng luôn cho các bác là một đầu vít, một đầu tôn luôn nhá. Quà tặng hấp dẫn luôn. Toàn bộ hàng là hàng của Đều Quát luôn. Đã tặng phải tặng hàng ngon, về các bác có đồ sử dụng này. Đây, ở nhà mà có những khối vi chân phổ thông thì chuyển ngay em này cho em. Về số lượng rất là nhiều và khách của nó cực kỳ là khen với mã này luôn này. Đây anh em nhá. Bình thường những con máy khác thì có chỉ có một cái nút, gọi là cái phía nguồn, là các bác có thể tùy điều chỉnh tốc độ. Nhưng con này vừa điều chỉnh được phía nguồn, anh em này vừa có thể điều chỉnh trên nút cò cho em nhá. Chân pin phổ thông, chân pin M21 các bác ơi. Đây, anh em làm trên cao thì các bác chuyển luôn cho em này. Tốc 1 này. Đấy, tốc 2 này. Tốc 3 này. Rồi là tốc thứ tư cho em. Vòng tua vòng tốc rất là cao luôn. Chuyên vít chuyên tôn làm nhôm kính, hay các bác nhà em làm mộc thì có thể tham khảo luôn nha. Thân máy bắn vít Navara cho em này, 4 cấp độ, 500.000 bao phí vận chuyển cho anh em. Mà còn tặng cho các bác là một đầu vít, một đầu tôn xịn sò như thế này luôn các bác nha. Hoan hỉ luôn. Hôm nay về thêm tôn này này, em tặng luôn khách hàng luôn các bác ạ. Ngoài ra thì nếu mà anh em nào mà các bác có máy thô cần mua đầu tôn thôi thì cũng ok chuyển luôn cho em. Từ tình rất là cao luôn các bác nha. Đầu từ tôn nếu quán các bác ơi, đầu 8 ly nhá. Rồi, tới tay các bác 20.000 thôi anh em ạ. Rồi là anh em làm trên cao, tầm này các bác làm điện lạnh, làm điện lạnh leo trèo trên cao thì lấy luôn cho em một cái túi đeo hông xịn sò như thế này. Ngày hôm nay về thêm phục vụ các bác nhà em luôn là cái túi đeo hông và túi đựng đồ nghề cho em nha. Đây này, đây. Đựng các bác đựng mũi vít đầu từ tôn này, mũi khoan này. Rồi là anh em đựng cờ lê, mỏ lết, các bác nhà em có thể đựng máy khoan luôn. Leo trèo trên cao trên mái thì anh em rất là cần thiết những cái túi đeo hông thế này luôn nha. Đây các bác ơi, đây anh em nhìn cho em này. Quá là xịn sò luôn cho em nhá. Túi cho em tới tay các bác có 150.000 thôi nhá. Anh em leo trèo trên cao thì sắm ngay một em nỏ cho em cực kỳ là cần thiết. Tiếp theo các bác có thể lên cho em đây một cái mã thân máy mài. Anh em làm trên cao, làm trên mái, các bác lấy máy mài cho em. Mài đi thì nó khá là tiện dụng, có tính an toàn cực kỳ là cao luôn các bác nha. Ở nhà mà có những khối pin chân phổ thông, khoảng cách 200 pin thế này thì các bác có thể triển ngay cho em một em nó này. Thân máy mài lúc nào cũng sẽ được tặng kèm một cái dụng cụ chắn lưỡi này, tay mở lưỡi và tay cầm phục luôn nha. Con này về một lô phải nói là cực kỳ ngon luôn các bác ơi. 3 tốc độ nhá. Tốc 1, tốc 2 và tốc thứ 3 cho em. 3 cấp tốc độ các bác có thể tùy điều chỉnh trên thân máy. Rồi, trên nút nguồn cho em. Con này công tắc có bóp và motor bầu roulette không chổi than. Đường gân chống trơn trượt cho anh em cực kỳ là xịn sò luôn. Mà giá tầm này phải nói rất là ngọt luôn các bác ạ. Navara, thân máy mải Navara. Giá tới tay anh em chỉ có là 399.000 thôi các bác nhá. Bên em bao phí vận chuyển. Ở nhà đang dùng hệ chân pin này thì chuyển ngay một em nó. Nó hết hàng rất là lâu rồi thì lần này mới về thêm một lô hàng. Nên là giá sale rẻ của các bác. Đặc biệt luôn các bác, nếu mà anh em lấy thân máy mài mà lấy thêm một đá cắt kim cương. Bình thường như đá cắt kim cương này, các bác có thể cắt sắt, cắt gạch, cắt gỗ, cắt tôn rồi cắt tấm nhựa PVC luôn cho em nhá. Bình thường bán là 100.000 một lưỡi, anh em mua hai lưỡi thì em bao phí ship. Nhưng ngày hôm nay các bác mua thân máy mài mà mua kèm lưỡi này thì em tính cho anh em là 50.000 thôi. Rồi, mua kèm vào bán hai cái máy, bán hai cái sản phẩm, em chỉ lấy tính bằng một sản phẩm luôn, rất là rẻ các bác nhá. Thân mài 399, còn mua thêm máy này thì tính cho các bác là 50.000 luôn, 450.000. Quá là bèo luôn các bác ạ. Ngoài ra, đây một con máy. Ngày hôm nay thì em về được một cái mã máy khoan. Rất nhiều anh em hỏi em về con máy khoan của Navara. Rồi, đợt này thì về có cả hộp cả bộ xịn sò luôn cho các bác. Mà pin thì cực kỳ là ngon, chất lượng, mà giá tầm này thì phải nói rồi. Giá tầm này cực chạm đáy luôn rồi anh em ơi. Tầm này các bác mà đang có nhu cầu thì có thể tham khảo luôn. Với một con máy khoan này. Máy khoan đầu kẹp 13 ly 3 chức năng cho em nhá.
Con này thì 20 cấp trượt và 3 chức năng. Anh em dùng hết chức năng cấp trượt thì các bác sẽ sang chức năng khoan sắt, khoan gỗ và các bác búa để hỗ trợ anh em khoan tường luôn. Ôi, hai cấp tốc độ nhanh chậm cho em. Dòng này một thân máy này, hai khối pin. Hai khối pin 10 cell và pin 4A luôn. Rồi. Riêng cái pin này mở thử luôn cho anh em nhá. Con này phải nói là không ngon, không rẻ là không lấy tiền của các bác luôn nha. Em có bán cả thân máy và em có bán cả nguyên một bộ sản phẩm thế này. Thực ra thì anh em lúc nào mua nguyên bộ giá cũng được rẻ hơn là khi các bác mua thân máy. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bác em bán cả bộ thì em tính tiền lãi cũng như là bán thân máy cho các bác thôi. Đây, nhìn anh em nha. Mở pin cho các bác nhà em xem luôn, trực tiếp luôn là cái khối pin của con này là pin như thế nào nhá. Chân phổ thông rồi mà pin 4A. Với quả pin này các bác dùng được cả máy mài, cả máy cắt. Đôi, trời ơi, cái bản mạch thế này thì các bác khoan ép tải kiểu gì nó cũng không biến ngắt luôn cho em ạ. Đây, nốt cho các bác xem. Bản mạch thế này anh em khoan ép tải vô tư thoải mái luôn cho em nhá. Mạch pin 4 MOSFET dòng xạ lên đến là 80A luôn nha. Có báo pin thì cực kỳ là chuẩn luôn các bác nha. Đây, ok này, rồi. Một cell pin là 2000 thì một khối pin em cầm trên tay thì dung lượng sẽ là 4A nhá. Một thân máy này, hai pin 10 cell 4A. Mà pin này các bác dùng máy mài, máy cắt, máy bê tông vô tư thoải mái, chuyên vít vu lông rồi máy khoan thì cực kỳ là ngon cho em. Ép tải thoải mái với con này luôn nhá. Đấy, pin nó quá là ngon luôn. Bộ máy khoan pin 13 ly của Navra, con này mã 7003 cho em nhá. Một máy hai pin màu sạc thế này. Tới tay các bác nhà em, chỉ giá sale hiện tại nha, trước con này 1.550.000. Hiện tại giá sale cho tất cả quý khách hàng bên em chỉ có là 1.350.000. Và em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn, nhận hàng thì anh em cứ kiểm tra vô tư nha. Có anh em nào các bác mà đi khoan này, khoan tường, muốn con một con máy khoan điện, ok, chuyển con này cho em. Giá hôm nay sale rẻ cho các bác nhà em luôn nhá. Con này phải nói là hàng ngon cho anh em mình luôn nha. Đây, con này thân máy của nó nặng đến hơn 3kg luôn. Khoan bê tông 3 chức năng hàng của Navra, mã 26 2-26 cho em nhé. Đi kèm theo thì sẽ có một tay cầm phụ hỗ trợ cầm nắm thế này, một cỡ đo độ sâu và có hộp đựng xịn sò nha. Dây nguồn thì cực kỳ là lớn luôn cho em các bác ạ. Đây, máy khoan bê tông 3 chức năng. Anh em khoan bê tông, khoan búa và có thể đục luôn cho em. Navra, cái nút gọi là các bác núm xoay, các bác ơi, em có thể đây đảo chiều cho em luôn nhá. Công tắc đây các bác ơi. Con này khoan bê tông cho em, ok, làm gia đình hoặc các bác thợ thuyền làm ít làm vừa phải thì có thể triển mã này cho em. Nguyên bộ thế này, một máy và có hộp đựng kèm theo. Giá sale hôm nay 620.000 là em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nhá. Nhận hàng thì các bác đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán này. Và anh em nào mà các bác đi gọi là mài khuôn, mài chai, mài mỹ nghệ, đây chuyển ngay cho em một bộ máy mài khuôn. Máy mài khuôn hàng của King Pro luôn cho em nhé. Bảo hành cho anh em đến là 6 tháng luôn các bác ạ. Con này có 1, 2, 4, 5, 6 này, 6 cấp chỉnh tốc. Các bác có thể tùy điều chỉnh từ 8.000 cho đến là 32.000 vòng cho em nhá. Đầu 3.2 coi, 50-60 hex này. Anh em có thể dùng như này, hoặc các bác có thể là anh em gắn cái tay đầu nối cho em. Cái tay đầu nối thì các bác về các bác chỉ cầm cái này thôi, cực kỳ là tiện dụng. Khi mà làm những vật liệu nhỏ gọn thì các bác cầm này rất là thoải mái luôn cho em nhá. Bộ phụ kiện máy mài khuôn. Máy mài khuôn kèm theo bộ phụ kiện 100 món, 100 chi tiết luôn. Có những giấy giáp này, giấy đánh giáp này, làm sạch rồi đánh bóng chổi, đánh bóng này, chổi đánh kẽ, phụ kiện cho các bác nhà em luôn này. Máy mài khuôn thế này, mài chai, mài khuôn, mài mỹ nghệ. Anh em nào đang có nhu cầu chuyển luôn cho em, làm trang sức, làm gỗ ok này. Con này tới tay các bác nhà em này. Tới tay anh em 550.000 và em bao phí vận chuyển toàn quốc các bác ạ. Và mã này phải nói là cực kỳ ngon luôn anh em ơi. Mua thân máy này, mua thân máy không mà còn được tặng cả quạt luôn, lại còn được tặng cả hộp đựng. Trời ơi, thân chuyên vít 230 new của Hukana. Hoan hỉ chương trình con này rất là sốc, phục vụ các bác anh em luôn. Ở nhà này, anh em mà cứ có những khối pin chân phổ thông thế này thì tham khảo luôn cho em. Con máy bắn vít lực của nó 230 new này. Wow, vòng cua vòng tốc rất là cao, rất là khỏe luôn anh em nhá. Rồi, tốc 1, tốc 2, tốc 3, tốc 4. 4 cấp tốc độ cho em. Anh em mà các bác muốn điều chỉnh thế nào các bác tùy điều chỉnh luôn. Đặc biệt con này thì các bác có thể là điều chỉnh cho em sang bắn vít dày, bắn vít mỏng rồi là bắn vít gỗ luôn anh em nhá. Hukan
sản phẩm mới về và công ty hoan hỉ làm chương trình với con này luôn các nhá. Hukan logo dập nổ thì sẽ bảo hành cho anh em là 6 tháng trên toàn quốc này. Đường gân chống chân chuột cho anh em, brulette không than luôn nhá. Rồi, con này có CVFS230N cho em. Vòng tua vòng tốc cao nhất lên đến là 3200 vòng. Mua thân máy được tặng kèm ngay một thân quạt. Một thân quà xài pin chân phổ thông. Thân quà này thị trường đang bán là 290.000 luôn nha. Anh em ơi, đây, thân quạt không than luôn. Trời ơi, có máy sử dụng, có quạt dùng luôn. Vừa mát, vừa có máy dùng luôn. Quá là tiện lợi luôn anh em ạ. Rồi, mà giá thì chỉ có 980.000 thôi. Mua thân máy, tặng thân quạt. Chương trình phải nói là quá là rẻ, quá là bèo luôn. Con này thì anh em gọi là giá này là giá công ty chào hàng phục vụ bác thôi. Giá công ty chào hàng, giá sale rẻ luôn rồi anh em ơi, 980.000 tặng ngay cái thân quạt. Và anh em nào mà các bác nhà em, anh em gọi là muốn xịt sửa điều hòa cho tiện dụng này, rồi các bác nhà em có thể xịt tưới lan, tưới hồng thì các bác có thể lấy luôn tham khảo cho em một cái mã gọi là rửa xe pin nhá. Hàng Dicton thì yên tâm cho anh em mình luôn nhá. Phải nói là xài cực kỳ là ngon luôn. Motor 775 luôn. Ơi anh em ơi, nhìn cho em này, phụ kiện luôn cho em một cái dây. Dây rửa xe dài đến là 5m, có cút lọc các kiểu luôn và có cả cái lọc bụi bẩn, lọc cặn cho anh em nhá. Kèm theo sẽ là một pep phun 6 tia này, một pep phun tia này, một pep phun tỏa và có một cả bình bọt xà phòng cho các bác em luôn. Ở nhà mà có khối pin chân phổ thông này, chân pin M21, chân pin Makita, chân pin 4 phân thế này để anh em tham khảo luôn cho em con thân máy rửa xe pin này. Khỏe luôn. Trời ơi, mà thân máy lại còn có tặng kèm luôn cho các bác anh em là một cái hộp đựng thế này luôn nhá. Rồi, tới tay các bác anh em thân máy rửa xe pin của Dicton, mã là SLX775 cho em nhá. Thân máy dưới tay các bác nhà em chỉ với giá là 950.000 là anh em sở hữu luôn cho em con thân máy rửa xe pin thế này. Hàng cực kỳ ngon và chất lượng. Thực ra cái hàng Dicton anh em biết rồi, hàng chất lượng ngon mà giá khá là hợp lý luôn đấy ạ. Anh em mà đi làm công trình này, đây, anh em đựng rất là nhiều đồ thì tham khảo cho em một cái mã gọi là túi đựng đồ nghề cho em nhá. Túi đựng đồ nghề, logo thì có thể là Daikin, có thể là Panasonic cho em. Và túi này thì em gọi là vải được may bằng vải bố 100%, là cái hàng vải bố loại dày nhất luôn anh em nhá. Rồi, khóa đồng xịn sò luôn cho các bác. Phía đằng sau này, phía đằng sau anh em ơi, nhìn giúp em này. Rồi, cực kỳ là ngon luôn, đây may cực kỳ rất là chắc chắn luôn nhá. Đựng nhiều đồ nghề thì chuyển luôn cho em con này. Túi đựng đồ người em có túi size chung này, dài 44, rộng 22 và cao 28. Giá của tay anh em là 280.000. Túi size đại thì dài 48, rộng 22 và cao là 32. Tới tay các bác là 330.000. Và giá thì em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Ngoài ra này, thì ngày hôm nay em cũng về thêm cho các bác nhà em luôn. Về thêm cho anh em một cái mã túi hộp vuông, phải nói là vuông thành sát cạnh, cực kỳ là tiện dụng luôn nha. Túi hộp vuông này, rồi, vuông thành các cạnh luôn, các bác kéo khóa vào đó vuông như này. Đựng được rất là nhiều đồ mang đi, phải nói là cực kỳ là tiện luôn cho em. Túi hộp vuông, tới tay anh em, giá là 300.000 và em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc anh em nha. Và phải nói một mã máy hút thổi bụi điện rất là rẻ, sale rẻ cho anh em luôn nha. Hút thổi bụi điện của Top Tool luôn anh em ơi. Con này thì có 6 cấp chỉnh tốc phục vụ các bác anh em luôn. Công suất lên đến là 700W, mã TB161 này. Cắm điện lưới 220 và vòng cái lưu lượng gió của nó là 2,3 m³ một phút luôn cho em nha. Máy này sẽ có đi kèm một ống này và có cả túi lọc bụi bẩn cho anh em mình luôn, hàng của Top Tool nhá. Giá sale cho anh em 290.000 là em bao phí vận chuyển toàn quốc các bác ạ. Ngoài ra thì anh em mà các bác đi Hàn, anh em muốn Hàn, các bác Hàn dùng gia đình hay là anh em mình đi Hàn chuyên nghiệp mà dùng ít vừa phải thì tham khảo cho em mã máy sản phẩm em bán mà chưa bảo hành một con nào luôn các bác nha. Chưa phải bảo hành một con nào, mà bán con này đến mấy năm rồi, bán đến cả ngàn con luôn cho anh em này. Con này điều chỉnh dòng Hàn này, từ 20 đến 200A cho em. Một nút báo quá tải nhiệt và một nút báo nguồn nhá. Mã máy là ARC200F, công nghệ IGBT, inverter tiết kiệm điện luôn nha. Một cái gọi là một sẽ được tặng kèm luôn, đi kèm theo sẽ là một dây kìm hàn, anh em nhìn giúp em này, rất là chất lượng luôn này. Một dây kẹp mát và sẽ có búa gõ xỉ cộng với mo hàn che chắn mắt đầy đủ luôn nhá. Sản phẩm thì được bảo hành 1 năm, được bảo hành 1 năm cho quý khách hàng em luôn. Đây, mo che chắn mắt đầy đủ luôn. Và anh em nhà mình này, các bác có thể hàn que cho em này.
Hàn que từ 1 ly 6 đến 3 ly 2. Còn các anh em kéo thì kéo liên tục que 2 ly rưỡi cho em nhé. Con này thì Kenmax này, ARC200F, công nghệ Nhật Bản luôn. Kenmax logo sập nổi một bên nhá. Rộng 10, cao 15 và dài là 23. Bảo hành 1 năm và giá sale cho anh em là 950 ngàn nhá. 950 ngàn là em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng thì kiểm tra hàng cho em. Mã này là một trong những mã sản phẩm bán rất là nhiều mà chưa bảo hành một con nào luôn anh em ạ. Và anh em lên cho em này, một mã máy con khoan đầu kẹp 13 ly của Yoka bán rất là chạy bởi vì khách hàng rất là ưa chuộng mã này luôn. Có một khối pin 10 cell này, một khối pin 15 cell, một sạc bàn, có cả tay cầm phụ để hỗ trợ các bác em có thể cầm nắm mang đi làm công trình đi rút lõi luôn nha. Con này thì có 20 cấp trượt và 3 chức năng. Khoan sắt, khoan gỗ này, bắn vít, bắn tôn hay là búa để hỗ trợ các bác khoan tường thì chuyển ngay em nó cho em. Đi kèm theo con này, một máy 2 pin mổ sạc và còn có cả túi đựng luôn nha. Pin 15 cell này các bác có thể dùng máy mài máy cắt rất là ok luôn. Ngoài ra chương trình con này, anh em mua con máy Hukan Z1600 thế này. Rồi, con này lực mô men xoắn cực đại gọi là lớn nhất của dòng Hukan tính tới thời điểm hiện tại luôn cho em nha. Mua một bộ Hukan Z1600 được tặng kèm ngay một thân đèn LED gọi là 15W. Đây, vừa có đèn này vừa có cả cổng sạc USB luôn cho em. Trị giá là 170 ngàn luôn các anh nha. Thế con Z1600 này tới tay các bác là 2.050.000 là em bao phí vận chuyển toàn quốc. Ngoài ra nếu mà anh em nhà mình mà đã có pin sạc các kiểu rồi thì lấy cho em thân máy này. Thân máy con này thì sẽ có được đi kèm là một cái tay cầm phụ và cả hộp đựng luôn. Thì thân máy giá cho anh em là 1.050.000 nha. Và em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc ạ. Đó, về rất là nhiều phụ kiện luôn các bác ơi. Anh em cần túi đựng đồ nghề này, hay các bác cần những máy bắn vít, máy mài, trời ơi, rất là rẻ tầm này luôn. Giá tầm này anh em mua luôn luôn chạm đáy luôn các bác. Thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số nhà em, đó là 0929 ấy, 826628 hoặc 0982 826628. Cửa hàng em ở tại Lý Nhân, Hà Nam. Thì anh em ở gần cũng có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng anh em nha. Anh em quan tâm bên em thì có thể đăng ký kênh hoặc bấm chuông thông báo để cập nhật video mới nhất ạ. Và em xin chào tất cả anh em nha.